Rồi, đi đây đây. Cái gì vậy em? Đến em. Về, xem dọn quần áo nhá. Anh ơi, lấy tờ của em. Để lên luôn nhé. Không có một con nào rồi. Ngoài ở HA vườn có 6 thửa ruộng giờ. Lên lên xuống xuống mẹ cái đường. Đi xa với xa thế. Cụ già này, ai biết nhà đời nhỉ? Tiền nóng nào rồi? Có chưa? Có rồi ạ. Ừ. Rồi, tiền đâu? Em đi nhà đấy. Em đi nhà đấy. Tiền 2 bảng nhau này. Đúng bác phết đấy nhỉ? Ừ. Được. Nhanh lên em ơi. Rồi đi đây đây. Cái gì vậy em? Đến em. Đây chịu dưới thừa mấy chục nghìn đây. Đây kia. Được rồi. Thế rồi, cầm lấy. Thế rồi. Anh ơi thừa nhưng mà thừa 50 nghìn này. Đưa cho chị. Không, mà đếm đủ chưa? Thừa 50 anh. Yes. Không phải đưa, đưa. Về, xem dọn quần áo nhá. Anh ơi, lấy tờ của em. Đây, cầm lấy, mai lên còn giấy ở đây nữa, gửi luôn đấy nhá. Mẹ lên hộ con dọn đồ ấy, nó tịch thu hết nhà của con rồi. Vâng. Mẹ lên luôn nhé. Vâng. Con chào bà đi. Chào bà. Đi bà đi.
À đấy, con đã bảo họ về tịch thu nhà của con mà bây giờ con đi tìm chỗ khác ở, tí nữa mẹ hộ con ở đồ cho là con xuống để vừa nhà mẹ cho con đi tìm chỗ khác ở. Thế thì chỗ nhà mẹ tạm đi, mấy hôm tìm đất ở, tìm đất khác ở đi. Đi tìm chỗ mua đất khác ở. Bây giờ đang mưa chẳng biết có chỗ nào họ bán đất không. Cứ đi xuống dọn đồ xuống để nhà bố mẹ ở tạm một hai hôm con đi tìm chỗ ở. Thế con đi to nữa. Thế là mẹ ở tạm mấy hôm còn đất này là họ đã cho thuê hết hạn rồi thì cũng phải chịu thôi. Vâng. Nhưng mà số con sao khổ thế. Nhập đứa con hàng xóm nuôi nữa. Khổ thật. Lo lắm cho mình. Con khi lấy chồng con ở nhà bố mẹ thôi. Con lấy chồng thì con này con mình ra được thì làm thế nào. Còn con nhỏ, cháu nhỏ đây. Mẹ nó tìm không thấy ở đâu.
tên như gà chết hết rồi đây. Không có xe hả? Đấy. Cả gà con chết rồi. Thế thì sao mà? Ôi, mấy con gà giống chết hết rồi. Thank you.
có mẹ chưa? Có chứ, xuống rộng mẹ tắt. Nặng đấy, này đi ngủ nặng lắm. Đi, lấy về cho bố mẹ chăn lợn. Có chứ rẻ à bà? Ngon lắm. Lâu ấy. Phải nó đói. Quá. Đúng rồi đấy. Ừ. Nó mệt lắm. Ừ. Nó nóng quá. Ở đô này, quá hết một hồi. Chưa cái. Con ấy quá này. Sao trời ơi, làm chú sao nhỉ? Chú đi. Nặng quá. Không đưa được. Để mình làm. Con mang nồi nhé. Ừ. Này, con pha hết được, nặng lắm. Đi. Thank you.
Cười nào. Thôi, xuống đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Ba bế nhá. Ấm nhá. Đi bạn đi. Ba ấm nhá. Ôi trời. Yêu cái. Yêu cái. Anh đang ở dưới đấy à? Thế bây giờ em xuống luôn nhé. Vâng, anh ở đấy đợi em luôn nhé. À, luôn nhé. Con đi mua đất. Cõng em. Này. Bác cõng đi. Mẹ. Mẹ đi mẹ. Thôi nhỉ, mẹ hộ con dọn dẹp. Ơi Toan ơi, từ từ. Hả? Để cho ít tiền con phải đi mua đất mà. Hả? Vâng. Con xin nhé. Con mượn trước thôi. Mai kia con có. Ừ, thưa. Mượn đi. Con đi nhá. Ba. Đất à? Em chỉ bán đất đây à? Em mua, có phải em gọi cho anh không? Đúng. Đấy, anh bán thủ đất mà. Từ kia, 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 kia. Đây có 1-2 thủ ruộng trên này đấy. Có cả ruộng à? Ừ, đây, có thủ ruộng trên này. Đây, nhìn nhá anh từ đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 thủ ruộng. Mẹ bán bao tiền được thủ đất này? Em hỏi mẹ anh quyết định ở đâu? Mẹ hỏi anh. Thế chị bán bao tiền? Cả đất? 21 triệu. 21 triệu á? Cả ruộng nhá. Chị bán cả đất cả ruộng cho em. 21 triệu. Thế 20 triệu thôi. Bớt cho em 1 triệu. Bớt được không anh? Thôi anh bớt cho 500 nhá. 21 triệu, bây giờ lấy 20 triệu 500 á? Thôi 20 triệu thôi. Được không mẹ? Em còn thằng cò đây là nhận con nuôi của họ về nuôi. Được không? Lắm. Được. 20 triệu nhá. Chốt nhá. Thế làm đợi lâu lắm rồi đấy. Hai mẹ con đây đợi em lâu kinh khủng đấy. Em vướng nhiều công việc lắm. Đây thằng cò này có phải con của em đâu. Nhận nuôi thôi mà. Mẹ nó còn trốn đi rồi. Thế bây giờ anh làm giấy tờ cho em nhá. Vâng. Nhưng mà ở đây suối nó to, nước cho dâng lên đến chỗ này đó anh? Không đến đâu, đến. Yên tâm, bảo hành 1 năm. Anh ghi giấy tờ cho nhé.
Đây bây giờ đây nhá, giờ anh An đây có phải không? Anh là Đỗ Văn Quang, tôi có mảnh đất gồm 0,1 ha vườn có 6 thửa ruộng, giờ chuyển nhượng lại cho bà Triệu Thị Toan theo giá hai bên đã thỏa thuận và sau này sẽ không tranh chấp liên quan đến đất đai. Đây anh ký đây, mẹ anh ký rồi, em ký rồi. Bây giờ em lấy cái tờ này đi được anh không lấy nữa. Em có một tờ thôi nhưng mà cho em giữ đấy nhá. Thank you.